FPNC Trung Tâm xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin FPNC Việt Nam tối ngày hôm nay 19 tháng 3. Và sau đây như thường lệ sẽ là những nội dung nổi bật. Ngược chiều các chỉ báo khác, VN Index vẫn tăng điểm. Pháp lệnh ngoại hối mới không có cơ sở e ngại hiện tượng rửa tiền. Đề nghị quản lý chặt hình thức bán hàng qua truyền hình. Và kính thưa quý vị, để mở đầu bản tin FPNC trong nước tối ngày hôm nay như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi những tin tức đến từ thị trường tài chính và chứng khoán trong nước. Kính thưa quý vị, mới đây thì theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thống kê thành phố phải bổ sung các điểm bình ổn giá và điểm thu thập giá tính CPI ngay trong tháng 3 này. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giao các cơ quan chức năng tăng cường khảo sát, kiểm tra việc cung cấp giá tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố và tại các khu vực có điểm thu thập giá, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố khi có biến động. Trong tháng 3 năm 2013, thì Cục Thống kê cần điều chỉnh, bổ sung các điểm bán hàng bình ổn thị trường vào điểm thu thập giá để tính chỉ số giá tiêu dùng cho phù hợp với tình hình thị trường và thị hiếu mua sắm của người dân trên địa bàn thành phố. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thời gian tới sẽ triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người hành nghề chứng khoán. Hiện cơ quan này đang chuẩn bị các bước để đấu thầu chọn đơn vị thực hiện. Cục Công nghệ Thông tin, động thái này của Ủy ban Chứng khoán đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cá nhân làm tại công ty chứng khoán có hành vi sai phạm, gây ảnh hưởng đến khách hàng và tình hình ảnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung để quản lý người hành nghề chứng khoán, để ngăn chặn rủi ro đạo đức, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã có bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho cán bộ và nhân viên của sở. Kính thưa quý vị, mới đây, quỹ Market Vectors Việt Nam ETF báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu SJS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà. Theo đó, thì cổ đông lớn Market Vectors Việt Nam ETF mua vào hơn 115.000 cổ phiếu SJS và làm tăng tỷ lệ sở hữu. Ngày kết thúc giao dịch là ngày 15 tháng 3. Trước giao dịch, thì Market Vectors Việt Nam ETF nắm giữ trên 6,83 triệu cổ phiếu SJS, tương ứng với 6,9% số cổ phiếu lưu hành. Sau giao dịch, thì số lượng cổ phiếu SJS do tổ chức này nắm giữ tăng lên gần 6,95 triệu đơn vị, chiếm 7,02% lượng cổ phiếu lưu hành. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin điểm lại một số nét chính của phiên giao dịch hôm nay ngày 19 tháng 3. Sau khi giảm nhẹ đầu phiên, thì nhóm các cổ phiếu Blue Chips gồm Vinamilk, Bảo Việt Holdings và Vincom đã tăng giá trở lại, đã kéo VN Index chốt phiên trong sắc xanh, bất chấp ba chỉ báo chính còn lại của hai sàn đều nghiêng về sắc đỏ. Và khép phiên thì VN Index tăng 0,28% lên 480,48 điểm và giá trị giao dịch tại HOSE đạt 611 tỷ đồng. Còn tại sàn Hà Nội thì khép phiên giao dịch hôm nay 19 tháng 3, HNX Index giảm 0,28% còn 61,09 điểm. Giá trị giao dịch tại HNX đạt 249 tỷ đồng và đây là phiên thanh khoản thị trường thấp nhất trong 7 phiên gần đây. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây thì Phiến xin mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của chương trình với chuyên gia Nguyễn Văn Dũng đến từ công ty chứng khoán Tân Việt để cùng tìm hiểu thêm về diễn biến thị trường trong phiên ngày hôm nay cũng như những phiên gần đây. Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay với chúng tôi. Và anh có thể nói gì về diễn biến phiên giao dịch ngày hôm nay ạ? Phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta thấy là sau khi các quỹ ETF nó chốt cái danh mục thì là đa số các dòng tiền nó không được lưu thông nhiều. Thì các nhà đầu tư họ vẫn đang chờ đợi một cái tín hiệu tích cực hơn từ vĩ mô, nên đa số là cái việc mua bán nó bị ảm đạm trên thị trường. Thì cái việc xanh đỏ chúng ta thấy nó xảy ra liên tục trong phiên. Vâng, có thể thấy là những phiên gần đây là diễn biến thị trường cũng lên xuống thất thường như vậy, thì phải chăng đây là dấu hiệu các nhà đầu tư đã và đang bão hòa với những tin tức vĩ mô thưa anh? Cái thực sự thì chúng ta cách đây 2 tuần chúng ta đã có thông tin vĩ mô ra rất là tích cực cho cái thị trường và ngay cả thị trường trên thế giới cũng như vậy. Thì sau khi một thời gian các thông tin vĩ mô tích cực ra thì cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư họ không còn nữa. Họ đang chờ đợi một cái động thái hành động của nhà nước, động thái của chính sách cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Thì hiện tại thì các nhà đầu tư họ vẫn chưa thấy được những cái hành động chính xác của nhà nước, vẫn chưa thấy được cái việc mà xử lý nợ xấu như thế nào. Thì lên nhà các nhà đầu tư họ vẫn đang cầm tiền đứng ngoài thị trường, họ chờ đợi một cái tín hiệu vĩ mô tích cực hơn từ đó. Vâng, có thể thấy là bên cạnh những cái diễn biến mà đơn lẻ của từng cổ phiếu mà cũng do chính tin tức, những tin tức đến từ doanh nghiệp đó, thì theo anh thì bản thân nhà đầu tư đang kỳ vọng những thông tin gì nữa cho thị trường chứng khoán Việt Nam?
Thì những cái thời điểm mà đầu năm như này thì nhà đầu tư họ thường chờ đợi những cái chính sách vĩ mô thực sự rõ nét để giúp cho cái nền kinh tế nó phát triển. Thì những chính sách đó thì bắt buộc nó phải xuất phát từ những cái việc mà giải quyết những vấn đề trọng tâm của nền kinh tế. Ví dụ như hiện tại thì chúng ta đang có về nợ xấu, về cái bất động sản cần phải tháo gỡ. Còn ví dụ như những chính sách mà bên lề, ví dụ như là việc mà giảm thuế cho doanh nghiệp, thì những cái việc như vậy thì nhà đầu tư họ cũng không có kỳ vọng nhiều. Tại vì ngay cả bây giờ doanh nghiệp khi họ không làm ăn có lời thì cái việc mà giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó làm cho cái nhà đầu tư họ cũng không kỳ vọng cao, trong khi cái đối tượng được giảm đang là những cái đối tượng mà đầu ngành. Chuyển sang một câu chuyện khác thì như tôi đã đề cập ngay từ đầu chương trình thì lượng vốn ngoại theo thống kê đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam ngay từ đầu năm tới thời điểm hiện nay là đã là 152 triệu đô la, là cũng là lớn hơn so với thống kê từ của cả năm 2012 là 151 triệu đô la. Như vậy thì phải chăng sau một thời gian là chờ đợi thì vốn ngoại đã thực sự quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam thưa anh? Thì hiện tại thì cái thống kê số liệu đó là nó cho thấy là gì, thị trường Việt Nam cũng đang hấp dẫn lại cái nhà đầu tư ngoại. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn lại chung ra một rộng ra một cái khu vực thì chúng ta thấy rằng cái khối ngoại nó đối với thị trường Việt Nam đối với đổ vô là 152 triệu, nhưng đối với thị trường về Thái Lan hoặc là Indo thì cái khối lượng nó rất lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái khối lượng này chúng ta thấy là gì, cái thị trường chứng khoán Việt Nam nhà đầu tư họ cũng đang kỳ vọng rất nhiều cho năm 2013 này. Thì chúng ta cần thêm một cái số chính sách ổn định về kinh tế và vĩ mô nữa, thì tôi hy vọng rằng cái lượng thu hút nó sẽ thêm rất là nhiều. Vâng, thưa anh thì vốn này là vốn đầu tư mới hay là của những nhà đầu tư đã chờ đợi lâu nay ạ? Theo tôi thì cái việc mà năm 2012 nó là một cái năm mà nó tương đối xấu, là cái việc mà giải ngân cho cái dòng tiền của khối ngoại nó tương đối chậm, nên cái vốn này có thể nói nó đã nằm sẵn trong thị trường rồi. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn đang chờ đợi những cái vốn tích cực hơn từ cái việc đầu tư mới. Vâng, xin cảm ơn anh. Rõ ràng là câu chuyện vốn ngoại đang hâm nóng giới đầu tư Việt Nam. Và kính thưa quý vị, có thể thấy cụ thể nhất là sự quan tâm của hàng chục quỹ đầu tư lớn tại hội nghị thường niên của Texas Pacific Group tại Hà Nội gần đây. Và đây là lần đầu tiên tập đoàn đầu tư vốn tư nhân này tổ chức hội nghị thường niên bên ngoài nước Mỹ. Và theo những quan sát của anh thì liệu là chúng ta có lợi thế tương đối so với trong việc mà thu hút vốn đầu tư nước ngoài so với các nước trong khu vực không thưa anh? Hiện tại thì mình có một cái lợi thế, tức là Việt Nam có một cái lợi thế thu hút được với vốn ngoại so với lại nước ngoài, đó là về nền kinh tế chính trị ổn định. Thì chúng ta có cái đó là một cái điểm mạnh của thị trường. Cái thứ hai đó là thứ hai là cái về cái vùng giá của cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam thì tương đối rẻ so với khu vực, so sánh trên cái chỉ số mà P/E của thị trường. Nhưng mà một cái mà vấn đề chúng ta đang bị gặp trở ngại đó là cái chính sách kinh tế không ổn định. Tức là mặc dù chúng ta đã cố gắng kiềm chế lạm phát trong năm 2012 và có những chính sách mới cho năm 2013, nhưng mà đứng trên một cái diện rộng chúng ta nhìn quan sát một cái tổng thể vĩ mô thì chúng ta thấy rằng cái chính sách này nó vẫn chưa có một cái chính sách nào rõ ràng ổn định để phát triển kinh tế cho những năm tiếp theo. Lên đây cũng sẽ là một cái mặt hạn chế. Nếu như mà năm 2013 này chúng ta đưa ra những cái chính sách phù hợp với thị trường thì có thể là cái dòng vốn ngoại nó sẽ được kích thích rất là nhiều cho thị Vâng, trường. xin cảm ơn anh. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay với chúng tôi. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây thì Phiên xin mời quý vị theo dõi những diễn biến về tỷ giá và giá vàng trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 19 tháng 3. Vậy đến đây thì phần 1 của bản tin FBNC Việt Nam xin được khép lại. Phiến xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh FBNC để theo dõi phần 2 với hai nội dung đáng lưu ý sau đây. Đã có quy trình mua và bán vàng miếng. Pháp lệnh ngoại hối mới không có cơ sở e ngại hiện tượng rửa tiền.